các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 2. Cách áp nước gừng chỗ đau và khối u trong cơ thể. 200g gừng tươi dạ nhuyễn cho vào bọc vải mùng, nấu 2 lít nước sôi, cho bọc gừng vào, liền hạ lửa nhỏ đủ giữ nước còn nóng, nhúng khăn vô nồi nước gừng rồi dùng đũa vắt khăn ráo, gấp khăn làm bốn đắp lên chỗ đau với độ nóng chịu được và phủ lên khăn nóng này một khăn khô bên ngoài để giữ nóng. Trong lúc đắp khăn nóng nhất, chuẩn bị nhúng khăn thứ hai vô nước gừng nóng và vắt ráo để thay khăn thứ nhất đã nguội rồi. Đắp khoảng 30 phút một lần, ngày đắp 2-3 lần mới có kết quả. Chú ý, đang cho con bú không được đắp nước gừng lên vú vì sẽ bị tắc sữa. Ha ha ha, 问什么的说